Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chắc hẳn là nhiều bạn đi tìm hiểu đến nước hoa để có thể làm sao thu hút hơn trước mặt các chị em phụ nữ hay là để tự tin hơn. Về cái content kiểu này thì các bạn chỉ cần search vài cụm từ ở trên kênh YouTube như kiểu là làm sao để trở thành một người đàn ông quyến rũ, một người đàn ông tự tin, hấp dẫn được phụ nữ, hay là làm sao để trở thành một người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều mê, hay là đơn giản là làm sao mà bad boy đã lại hấp dẫn đến vậy. Chắc hẳn các bạn sẽ rất là ghen tị có bởi những người đàn ông thì được khoảng tầm 4-5 cô chạy theo, còn có những người thì không có gì cả. Mình cũng đã từng rơi vào thời điểm như vậy. Và sau khi mình đúc kết ra được những cái điều mà mình mong rằng là mình biết được sớm hơn thì mình đã hoàn thiện được bản thân nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những điều đó đến các bạn. Và ngồi yên đây, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên để trở nên hấp dẫn hơn thì cái đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó chính là ngoại hình. Cách đây khoảng tầm 8 năm, mình là một cái thằng có một thân hình nó khá là mỏng, mình chỉ cần được hơn 50 cân. Nhưng mà mình có một cái bụng nó phưỡn ra, và đó là hậu quả của việc thức khuya, ăn đêm và chơi game. Thời điểm đó thì thực sự là mình trông rất là chán. Và mình có một cái hậu quả đó là cái lưng của mình ấy, do mình chơi game quá là nhiều nên là lưng mình đúng không ạ, gù nhảy. Đây ngồi các bạn trong tình trạng thế này. Hay là các bạn đi xe máy, nếu mà các bạn là thế này. Đấy. Đấy là điều mà mình khi tin là khi mà mình nói ra thì nhiều anh em cảm thấy nhột. Nhưng mà về cái ngoại hình như vậy thì thực sự trông nó rất là xấu. Thời điểm đó thì mình nghĩ rằng là ôi trời ơi, có sao đâu. Tại vì mình không quan tâm đến chị em phụ nữ đâu. Cái mà mình quan tâm là làm sao để có thể lên top ở trong game, làm sao để có thể không ai cầy được đồ này, cầy được đồ nọ, qua ải này, qua ải nọ, được trở thành số 1 ở trong game, trong cái thế giới ảo. Nhưng mà khi mà mình gọi là đổ vỡ ở trong một mối tình và mình thấy rằng là người mà mình từng thích thì đi thích một người đàn ông to cao hơn, tập gym, thì mình mới nhận ra rằng là ngoại hình nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Và nếu như bạn ở trong tình trạng như trên mà mình nói ấy, thì cái cách để các bạn có thể cải thiện là các bạn chỉ cần ngồi thẳng lên. Khi các bạn ngồi thẳng lên như này thì cái lưng của bạn nó sẽ rất là nhẹ. Cái thứ hai đó là hãy luôn ưỡn ngực về phía trước, cũng như là mặt chếch một góc 45 độ. Đó là cái điều trong lực lượng công an nhân dân hay là quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang ấy, thì người ta sẽ dạy. Và để tập dễ hơn thì các bạn có thể đứng dựa vào tường mà các bạn ép hai bả vai về sau, dựa hết người vào tường, thì lúc ấy thì các bạn sẽ thấy là tự dưng bạn cao lên khoảng thêm mấy phân vậy. Đó là cái điểm đầu tiên mà mình thấy rằng là nhiều bạn mắc phải. Cái điểm thứ hai đó là mình thấy rằng là gần như các bạn giới trẻ hiện nay thì rất ít bạn chơi thể thao hay là chơi những cái bộ môn nó liên quan đến hoạt động, ví dụ như kiểu tập gym, như kiểu đá bóng, mà các bạn dành nhiều thời gian hơn cho internet, cho điện thoại, cho TikTok, cho YouTube. Thì mình khuyên là các bạn nên dành một chút thời gian để đi tập gym. Tại vì khi các bạn đi tập gym rồi ấy, thì các bạn thấy là thân hình của bạn rất là khỏe mạnh. Và cái lý do mình tập gym ấy thì hồi đầu cũng xuất phát từ việc là mình muốn ngắm cô gái đẹp hơn. Đấy là sự thật, anh em phải thành thật với nhau. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và những cô gái đấy ở đâu? Thì những cô gái đó ở phòng gym, những cô gái với thân hình nóng bỏng, ngực tấn công, mông phồng cù, gầm cao mấy tháng, dáng thể thao, xong rồi chân dài. Thì các bạn đến đấy các bạn sẽ được ngắm. Và khi các bạn đến đấy nhiều rồi, bạn sẽ tự nhiên thấy rằng là mình đang khá là tự ti với bản thân mình. Và các bạn lao vào để tập luyện. Mình cũng tập đến nay cũng từ năm 2014 đến bây giờ cũng khoảng tầm 7 năm rồi. Và mình khá là tự tin về cái việc là mình có thể điều chỉnh cân nặng của mình trong vòng 5 cân trong cái khoảng thời gian nhất định. Và hiện tại thì mình đang 1m75 và mình mới đo hôm trước là 69 cân. Đó là mình đang nghỉ dịch nhá. Chia sẻ với anh em thêm một cái lợi thế khi các bạn có một ngoại hình đẹp nhá, đó là các bạn sẽ rất được để ý ở trong đám đông. Mình và người yêu mình hiện tại ấy, thì có gọi là quen nhau qua một cái app gọi là Tinder. Thì người yêu mình hẹn mình lên một quán rượu. Và hôm đó thì người yêu mình hẹn hai người. Nhưng mà tại vì mình có một bờ vai rộng hơn và do mình nói chuyện hay ho hơn nên là người yêu mình đã lựa chọn mình. Đấy, anh em thấy không? Đàn ông chỉ là những lựa chọn của phụ nữ thôi. Đàn ông chỉ là những lựa chọn của phụ nữ thôi. Cái yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là về cái cách ăn mặc. Thực ra cái yếu tố này thì nó hình thành từ bé rồi, là mình luôn luôn có một cái gọi là để ý đến ngoại hình. Và mình có một cái ăn mặc khá là gọn gàng và chỉn chu, sạch sẽ, chứ không đến nỗi như kiểu là trông nó lôi thôi, trông nó nhếch nhác. Đúng là con trai của ta. Mình thấy rằng nhiều bạn ấy kiểu
đi chơi thì các bạn có thể mặc lại ngay một cái, đi chơi hẹn hò với phụ nữ các bạn có thể hẹn mặc lại ngay một chiếc áo hay là một chiếc quần hay là cả một bộ, các bạn đã mặc cả ngày rồi, các bạn chả buồn tắm rửa, các bạn mặc nguyên bộ đấy để đi chơi với phụ nữ, hay là chỉ cần xịt một chút nước hoa lên để át lại mùi cơ thể. Mình kiểu gặp những anh chàng vậy, mình mà là phụ nữ thì mình chạy mất luôn. Ở đây thì mình không biết về thời trang rõ lắm, nhưng mà mình đã khảo sát qua và mình đã gặp qua khá là nhiều những bạn nữ, thì những cái người ta để lại mà mình để lại ấn tượng cho người ta ấy, thì đó là các bạn chỉ cần sạch sẽ, chỉn chu và gọn gàng. Đó, chỉ cần thế thôi là đủ, các bạn không cần phải mặc gọi là quá là màu mè hay là quá kiểu fashionista, hay là các bạn mặc những đồ hiệu, các bạn chỉ cần mặc những chiếc quần áo rất bình thường, nhưng mà các bạn chỉ cần phối với nhau một cách đơn giản và nó gọn gàng, như vậy là đủ chiếm được điểm trong mắt các chị em trong buổi đầu rồi. Gọn gàng ở đây thì ngoài cái cách ăn mặc ra thì các bạn chỉ cần để ý đến là móng tay móng chân này thì hãy cắt đi, rồi lông mũi thì hãy tỉa đi. Lông mũi mình thấy nhiều anh em để dài vãi, kiểu cảm giác chưa nói chuyện với nhau mà lông mũi đã thò ra để chào cô ý thôi, thò ra để chào cô ý thôi, hết hồn luôn. Và nếu như có mặc sơ mi thì hãy là lượt một chút này, rồi những đi đôi giày trắng thì các bạn hãy lau đi một chút trước khi đi gặp người ta, rồi lựa chọn những cái quần áo nó đừng rộng quá và nó đừng bó quá. Cái điểm thứ ba mình muốn nêu tới ở đây đó là về cái hành động ga lăng lịch sự. Các bạn có thể xem ở trên mạng rất nhiều như là cho em tiền để tiêu, hay là đưa chu cấp cho em tài chính, thì đó là một hành vi ga lăng. Hay là khi mà đưa bạn đi đến những cái trung tâm thương mại bạn thích là bạn mua cho người ta, thì đó là một cái hành động ga lăng. Ok, với mình thì đấy là một cái hành động ga lăng, mình không phủ nhận cái điều đấy. Nhưng mà nếu như bạn không có đủ kinh tế thì bạn làm nhà, thì bạn chỉ cần để ý đến những cái điều nhỏ nhặt. Chị em phụ nữ ấy, thì người ta kiểu gọi là cưỡi ngựa xem hoa, tất cả những cái vấn đề người ta sẽ không đi sâu vào tất cả vấn đề, chỉ có anh em đàn ông mình mới là người những người thích tìm hiểu, thích đi sâu. Còn phụ nữ thì họ chỉ ca người ta chỉ kiểu cưỡi ngựa xem hoa qua, cái gì người ta cũng biết. Đấy là cái tâm lý của chị em phụ nữ. Và những cái hành động lịch thiệp ga lăng là như nào? Nếu như các bạn đi xe máy thì các bạn hãy nhớ một điều là các bạn hãy gạt chân, chỗ để chân cho cô ta này, các bạn mang mũ, các bạn cài mũ, hay là mang thêm một chiếc áo chống nắng, mang thêm một chiếc mũ. Đó là những cái rất là đơn giản. Các bạn mang áo chống nắng thì cũng chính là các bạn mặc, và nếu như cô ta sẽ rất là thích nếu như mặc lại chiếc áo chống nắng của bạn và có mùi hương của bạn ở trên đấy. Hay là các bạn mang mũ đi, các bạn mang mũ trước tiên các bạn hãy suy nghĩ rằng là các bạn mang đi để cho bản thân bạn, nếu như chẳng may các bạn để mũ ở ngoài mà mưa thì các bạn còn có thêm một cái đội. Nhưng mà nếu như các bạn đón cô ta thì các bạn có thêm một chiếc mũ, đúng không? Chứ không ai muốn là không đội mũ ra ngoài đường để phạt 300 nghìn cả. À đâu, 500 nghìn chứ, 250 nghìn một mũ mà. Và nếu như bạn đi ô tô thì hãy nhớ mở cửa cho cô ta này, che ô nếu như trời mưa. Rất là nhiều đi sang đường thì hãy là người đi trước, đi vào quán cũng vậy. Đặc biệt nhá, nếu mà anh em quen với bạn nữ mà thích mặc váy ấy, thì khi đi lên cầu thang anh em hãy là người đi trước, và khi anh em đi xuống thì anh em hãy là người đi sau. Quá chuẩn luôn. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là về cái phong thái tự tin. Các bạn sẽ có thắc mắc là tại sao người ta có thể lên một kênh YouTube, người ta có thể chia sẻ hết những điều đấy, nói rất là trơn tru mượt mà, hay là người ta có thể đứng trước đám đông, người ta có thể nói được rất nhiều điều mà mình nghĩ rằng là mình có thể làm được, nhưng mà khi mà mình lên, mình cầm mic thì mình lại cứng họng, đúng không? Tất cả đều có sự tập luyện đấy các bạn ạ. Còn nếu như bạn hỏi tự tin là như nào thì mình chỉ cần miêu tả một cái điều này, đó là cái cảm giác khi các bạn đang quát một đứa trẻ nó làm sai một cái điều gì đấy, hay là các bạn đang kể một cái câu chuyện mà bạn là người trực tiếp trải qua cái đấy, thì cái cảm giác mà bạn làm những hành động đấy nó là cái cảm giác rất là tự tin. Và hãy luôn mang những hành động, cái cảm giác đấy đến những cái hành động khác của mình. Và bây giờ thì mình là một người khá là tự tin, mình có thể đứng ra nói khá nhiều vấn đề mà chẳng cần phải bài vở gì cả, kể cả những cái kịch bản mình viết ấy, mình chỉ gạch ra những cái nội dung đầu dòng thôi, và mình có thể thoải mái, mình gọi là chém một cách điên cuồng luôn, có thể nói là mình kiểu hơi tự tin thái quá. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và nếu như bạn chưa tự tin thì không sao cả, cái đấy nó cần một cái sự rèn luyện. Trước đây thì mình tự tập cho mình một cái thói quen, đó là mình tự đánh lừa bản thân rằng là mình đã từng trải qua những cái sự việc đấy, mình đã mang thực sự tự tin khi nói chuyện với tất cả người khác, để rồi mình có thể đứng ra nói. Và khi mà mình nói quen rồi ấy, thì mình thấy rằng là ồ, nó bình thường ấy, tại sao mình không biết làm thế từ trước. Đừng có suy nghĩ rằng là không biết là người ta có nghĩ gì về cái lời nói của mình không, hay là mình có mặc bộ quần áo này thì liệu người ta có thích hay không, hay là mình sử dụng mùi hương này người ta thích không. Đừng quan tâm đến vấn đề đấy. Hãy nghĩ rằng là có rất nhiều người thích bạn ăn mặc như vậy,
thích những cái mùi hương bạn sử dụng, thích các bạn nói chuyện, thì bạn rất tự tin trước tất cả mọi người. Và cái yếu tố tự tin ý, thì nó gọi là chiếm sự thành công và nó đóng vai trò rất lớn trong tất cả những cái vấn đề mà các bạn giải quyết, các bạn hành động. Một cái điểm nữa trong này cũng cần thời gian để rèn luyện, đó chính là về việc trau dồi kiến thức cũng như là cái khiếu hài hước của bản thân. Đây là một cái điều mà chắc hẳn là các bạn sẽ nghe đến rất là nhiều ở những cái diễn giả hay là những cái người đã từng thành công. Đây là nói là bạn hãy đọc sách đi, đọc thật nhiều. Nhưng mà đọc cái gì và nó giúp được gì cho các bạn thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở đây mình nghĩ là có rất nhiều người như mình, đó là những mình cầm những cái quyển sách nó về kinh tế chẳng hạn, về người thành công chẳng hạn, mình đọc thì mình thấy là cứ được tầm 4-5 trang bắt đầu mình buồn ngủ vãi chưởng, và mình nghĩ là mình không thể nào đọc hết quyển sách đấy. Nhưng mà những cái quyển sách mà về phụ nữ là một này, về những thứ mình đam mê đó là nước hoa hay là về rượu, những cái tài liệu ở trên mạng này, thì mình có thể thấy là mình có thể đọc trong vòng 1-2 tiếng, nó là chuyện quá bình thường và mình thấy thời gian trôi qua rất là nhanh. Vì thế thì hãy đọc những thứ mà bạn thích, bạn đam mê hay là những thứ mà bạn muốn mình đạt được. Cái việc trau dồi kiến thức từ sách thì nó cũng là một cái mảng để phục vụ cái việc các bạn giao tiếp với mọi người cũng như là tăng cái tầm hiểu biết của bạn. Ngoài ra thì mình còn trẻ và các bạn, nếu như các bạn cũng còn trẻ thì các bạn nên tìm những cái nội dung, những cái chủ đề phù hợp với tầm tuổi mình hay là phù hợp với tầm tuổi mà các chị em phụ nữ quan tâm, những đối tượng mà bạn đang theo đuổi quan tâm. Ví dụ như kiểu các bạn trẻ chẳng hạn thì các bạn có thể xem những cái là hiện tại ngày hôm nay có những cái sự việc gì xảy ra, trend hiện tại là gì, phim gì, như kiểu phim về trò chơi nhỉ, tiễn quên tên, Squid Game là một cái phim rất là hot đúng không? Thế thì giới trẻ đang quan tâm thì bạn cũng nên xem là phim đấy nó như thế nào, và các bạn xem là ngoài ra thì tình hình Covid ra sao này, rồi Thủy Tiên sao kê, Trấn Thành, rồi bà Phương Hằng. Đấy là những cái nội dung mà mình nghĩ là các bạn trẻ quan tâm rất là nhiều. Nhiều bạn sẽ có cái câu hỏi là xem những cái đấy là gì, những cái drama đấy thì hít thì mất thời gian đúng không? Nhưng mà các bạn hoàn toàn nhầm. Nếu như các bạn được phụ nữ, được những người mà các bạn đang theo đuổi cho các bạn một cơ hội để hẹn hò, các bạn hẹn người ta ra quán cà phê, thế bạn làm gì, bạn nói gì? Hôm nay em ăn cơm trưa, trưa nay thì em ăn cơm với gì à? Trước khi đi thì em làm gì à? Em đã tắm chưa? Loanh quanh mấy câu hỏi như thế á. Thế thì nhạt phải, thế thì ngày nào ta cũng có người hỏi đúng không ạ? Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như này. Nếu như bạn hỏi cô ta là cô ta học trường gì đúng không? Thì cô ta bảo là em học du lịch chẳng hạn. Ừ thế chắc là em phải đi du lịch nhiều lắm nhỉ? Em đã đi đến đây chưa? Ở đấy thì có những cái gì? Thì sau khi anh em xem những cái tin tức, những cái trải nghiệm về đi du lịch chẳng hạn này, thì anh em sẽ có những cái câu chuyện để nói, rồi anh em dẫn sang những cái chủ đề khác, những cái chủ đề mà anh em hiểu biết nhiều hơn. Hay là kiểu dạo này em có thể hay xem bà Phương Hằng không, hay là ở cái khu vực của em thì có quán gì ăn ngon. Chị em phụ nữ mà cứ hỏi quán ăn thì mình thấy là đấy là những cái tip rất là nhỏ để các bạn có thể bắt chuyện với chị em phụ nữ. Còn lúc nào thì mình sẽ làm những cái tip kiểu mình đã làm quen với người yêu mình ở trên Tinder như nào. Tại vì mình biết là trên Tinder ấy, người yêu mình trước khi biết đến mình thì có match với rất nhiều anh. Nhưng mà tại sao mình lại có một cái điểm mà người yêu mình match với mình? Hôm nào mình sẽ kể trong một cái video với các bạn. Còn một cái nữa trong này đó chính là cái về cái khiếu hài hước. Mình nghĩ là không phải ai cũng có một cái khiếu hài hước để có thể đưa ra một câu đùa khiến người khác bật cười. Đang quay thì người yêu vào. Đây, hiện giờ mình đang đọc trong cuốn sách này. Đó là tại sao là nông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu. Trước đây mình mua cuốn này rất là lâu rồi. Có thể nhiều bạn đọc cuốn này thấy nó hơi xàm, nhưng mà trong này mình thấy là có những cái câu mà họ viết khá là mặn luôn. Khiêu vũ là cách thể hiện theo chiều dọc của một ham muốn theo chiều ngang. Anh em hiểu không? Ở đây người ta nói rằng là khiêu vũ, phụ nữ dễ bị hấp dẫn bởi khiêu vũ. Đây là một cuốn mà mình thấy là khá là hay đọc để hiểu hơn về các chị em phụ nữ. Cái yếu tố hài hước đó là một cái yếu tố mà các bạn có thể dễ dàng gây thiện cảm. Và mỗi khi phụ nữ cười thì người ta thường rất là dễ dàng cởi mở, cũng là đồng ý với tất cả những cái yêu cầu của bạn. Cái điểm cuối cùng và cũng là cái điểm mà mình đang luôn theo đuổi và mình tự nhắc bản thân mình rằng là hãy luôn theo đuổi nó, đó chính là đàn ông thì chúng ta nên có một cái đam mê, một cái sở thích. Ok, các bạn có thể thích game, các bạn có thể đam mê về tốc độ, đam mê về xe máy, về xì gà, về rượu hay là về vape, tất cả các thứ. Những thứ nào mà các bạn cảm thấy rằng các bạn dành thời gian cho nó, các bạn làm việc với nó
mà không cảm thấy mệt, chỉ các bạn nghĩ rằng là nó đam mê thì hãy cứ làm, cứ theo đuổi. Tại vì mình đã từng có khoảng thời gian theo đuổi rất là nhiều thứ, từ xe máy cho đến game, những thứ mà mình thấy rằng là mỗi một cái đó đều mang đến những cái trải nghiệm, những cái bài học khác nhau. Và nếu như các bạn đang theo đuổi một cô gái nào đấy mà các bạn dành hết thời gian cho cô ta, thì gần như là các bạn cô ta là số 1 ấy, mà các bạn không có một đam mê gì khác thì lúc nào các bạn chỉ có trực chờ cô ta thôi. Nhưng mà nếu như các bạn có một đam mê hay là một cái sở thích gì đó, chơi game cũng được, thì khi mà cô ta liên lạc với bạn không được thì chắc hẳn là cô ta sẽ thắc mắc là không hiểu anh này đang làm cái gì, hay là anh đang bận cái gì, tại sao mà không rep tin nhắn của cô ta. Cô ta sẽ quan tâm đến bạn hơn, cô ta sẽ khó chịu. Thì đó là những cái tip nhỏ ở trong ấy, nhưng ở trong những cái gọi là tâm lý của phụ nữ. Nhưng mà là đàn ông ấy, thì hãy luôn cho mình một cái đam mê, đặc biệt là những cái đam mê kiếm được ra tiền. Như kiểu mình chơi nước hoa này, mình nghĩ rằng là mình đây là cái thứ mình đam mê, trước đây thì là những cái sở thích thôi, nhưng mà đây là thứ mình đam mê và mình đầu tư thời gian cũng như là tiền bạc vào đây, và hiện tại thì nó đã kiếm ra tiền và mình cảm thấy rằng là mình dành thời gian cho cả ngày cho việc này cũng được, không làm sao cả, mình không hề cảm thấy mệt mỏi hay là stress gì cả. Thì hãy luôn luôn giữ cho mình một cái đam mê, kể cả khi các bạn có lấy vợ đi chăng nữa thì hãy dành cho mình những cái không gian riêng. Tại vì đàn ông ấy, khi mà tập trung làm cái gì đấy mà anh ta thích thì anh ta rất là cuốn hút. Và đó là những cái điểm mà mình nghĩ là nếu như mình biết sớm hơn thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nên là mình muốn chia sẻ điều này tới các bạn. Tất nhiên thì đây chỉ là một cái phút ngẫu hứng mình viết ra đây để mình quay thôi, nên là có thể có những cái đúng, có những cái sai, nhưng mà đây là những cái mà mình đã gạch đầu dòng ra, và theo khi mình biết những điều này thì mình đã thay đổi hoàn toàn. Các bạn thì sao? Các bạn đã có những cái câu chuyện hay là những cái sự thay đổi như thế nào để có được các bạn trong ngày hôm nay? Hay là các bạn nhận thấy mình ở trong này thì các bạn đừng quên việc là bình luận cho mọi người cùng biết ở phía dưới. Biết đâu chúng ta lại có nhiều chủ đề hơn, để có những cái điểm chung để mình có thể làm video chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.